Cô chào tất cả các con. Hôm nay, cô và các con cùng học tiếp chủ điểm 4, ông bà yêu quý, bài bà tôi, tiết 2. Để tiết học của chúng ta đạt kết quả tốt, cô yêu cầu các con chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập như sách giáo khoa, vở trắng, bút mực. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng bắt đầu tiết học nhé! Mục tiêu của bài học hôm nay giúp các con nghe viết đúng đoạn văn, viết tên người thân theo thứ tự bảng chữ cái, phân biệt L, N, Uôn, Uông. Bây giờ, cô và các con sẽ cùng nhau bước vào hoạt động 1, nghe viết bà tôi, đoạn từ tối nào đến hết trong sách giáo khoa trang 69. Các con mở sách giáo khoa trang 69 cho cô nào. Ở tiết 1, các con đã được học bài đọc bà tôi, đoạn văn mà các con nghe viết hôm nay nằm trong bài đọc này đấy. Các con dùng chì để đánh dấu đoạn viết nhé. Từ tối nào cho đến hết. Chúng ta cùng tìm hiểu đoạn văn sẽ nghe viết. Các con cùng đọc với cô nào. Bà tôi. Tối nào, bà cũng kể chuyện cho tôi nghe. Giọng bà ấm áp đưa tôi vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay ran rát của bà xoa nhẹ trên lưng. Trong đoạn văn này, em thấy điều gì đã đưa bạn nhỏ vào giấc ngủ? À, để đưa bạn nhỏ vào giấc ngủ. Tối nào, bà cũng kể chuyện cho bạn nhỏ nghe. Các con hãy cho cô biết đoạn văn có mấy câu? À, đoạn văn có 3 câu. Câu 1. Tối nào, bà cũng kể chuyện cho tôi nghe. Câu 2. Giọng bà ấm áp đưa tôi vào giấc ngủ. Câu 3. Trong lúc mơ màng, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay ran rát của bà xoa nhẹ trên lưng. Các em nhận thấy cuối mỗi câu có dấu gì? Cuối mỗi câu có dấu chấm. Những tiếng đứng sau dấu chấm được viết như thế nào? Những tiếng đứng sau dấu chấm đều được viết hoa, đó là tiếng giọng, tiếng trong. Cô nhận thấy tiếng tối ở câu thứ nhất cũng viết hoa. Vậy các con cần nhớ viết hoa đầu câu sau dấu chấm nhé. Trong đoạn viết còn có dấu câu nào nữa? À, ngoài dấu chấm còn có dấu phẩy nữa. Khi viết, các con cần chú ý lắng nghe và viết đầy đủ các dấu câu cho cô nhé. Bây giờ, các con hãy đọc thầm lại đoạn văn, tìm giúp cô những từ khó, dễ viết sai nhé. Các con dùng chì gạch chân dưới các từ khó cho cô nào. Các con đã tìm được các từ khó viết chưa nào? Cô nhận thấy trong đoạn văn có một số từ khó dễ viết sai. Bây giờ các con cùng luyện viết các từ khó với cô nhé. Kể chuyện. Tiếng kể có âm đầu là K vì đi với E. Viết dấu hỏi, không viết dấu ngã. Tiếng chuyện có âm đầu chờ.
Các con không viết trờ. Vần uyên, các con lưu ý viết y dài. Dấu nặng, viết dưới ê. Ấm áp, hai tiếng đều không có âm đầu. Các con lưu ý tiếng áp, âm cuối là âm pờ. Giấc ngủ, tiếng giấc có âm đầu là gì? Vần ấp, các con lưu ý vần ấp, âm cuối là cờ, không viết tờ. Tiếng ngủ, viết dấu hỏi, không viết dấu ngã. Bàn tay, tiếng bàn có vần an, âm cuối viết n, không viết ngờ. Tiếng tay có vần ay, âm cuối viết y dài. Ram ráp, hai tiếng đều có âm đầu là r. Xoa có âm đầu là x xì, các con không viết s xì. Vần viết oa. Các con đọc lại các từ khó với cô nào. Kể chuyện, ấm áp, giấc ngủ, bàn tay, ram ráp, xoa. Bây giờ các con cùng luyện viết các từ khó vào vở nhé cho đúng nhé. Trước khi các con viết bài, cô có một số lưu ý về tư thế ngồi viết. Một tay cầm viết, một tay giữ trang vở. Thẳng lưng, chân đặt đúng vị trí. Khoảng cách từ mắt đến vở là 25-30cm. Các con ghi nhớ lời cô dặn, ngồi viết đúng tư thế nhé. Yêu cầu của bài là nghe viết. Vậy để thực hiện đúng yêu cầu của bài, các con sẽ nhờ ba hoặc mẹ đọc cho các con viết nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con cách trình bày bài trong vở. Từ lề đỏ lùi vào một ô tập, viết thứ ngày tháng. Sau khi viết thứ ngày tháng xong, các con xuống dòng, lùi vào 6 ô để ghi từ nghe viết. Tiếp theo, các con xuống dòng, lùi vào 6 ô tiếp, viết tên bài bà tôi. Các con tiếp tục xuống dòng, lùi vào 1 ô tập để viết câu thứ nhất. Tối nào, phẩy, bà cũng kể chuyện cho tôi nghe, chấm. Viết xong câu thứ nhất, các con tiếp tục viết câu thứ hai. Giọng bà ấm áp đưa tôi vào giấc ngủ, chấm. Sau khi viết xong câu thứ hai, các con tiếp tục viết câu thứ ba. Trong lúc mơ màng, phẩy, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay ram ráp của bà xoa nhẹ trên lưng. Ở câu thứ nhất và câu thứ ba, còn chữ T hoa các con chưa được học. Các con có thể nhìn theo mẫu chữ của cô để viết nhé. Các con cố gắng trình bày bài sạch sẽ, tránh để dơ và lem mực. Cô chúc các con hoàn thành thật tốt bài viết của mình nhé. Sau khi viết bài xong, các con nhớ dò lại bài viết của mình nhé. Các con dò lại bài viết của mình theo từng câu, đếm số tiếng có trong mỗi câu. Từ nào viết sai, các con gạch chân dưới từ đó bằng bút chì và viết lại từ đó cho đúng ở cuối bài để các con rút kinh nghiệm, tránh lặp lại lỗi sai đó. Các con nhớ chưa nào? Bây giờ, các con cùng chuyển sang hoạt động 2, viết tên người thân
theo thứ tự bảng chữ cái. Để viết được tên người thân trong gia đình mình theo thứ tự trong bảng chữ cái, các con nghe cô gợi ý nhé. Trước tiên, các con xem gia đình mình có mấy người. Sau đó, các con viết đầy đủ họ tên của từng người vào vở nhé. Sau khi viết xong rồi, các con sẽ dựa vào bảng chữ cái mình đã được học ở trang 14, 22 và 30 để viết lại tên người thân theo thứ tự trong bảng chữ cái. Cô lấy ví dụ, gia đình bạn Nam có 4 người. Tên của ba bạn Nam là Trịnh Xuân Đình. Mẹ bạn tên là Nguyễn Thanh Thủy. Tên của bạn là Trịnh Thanh Lam. Em trai bạn tên là Trịnh Quốc Huy. Tên của từng người trong gia đình bạn Lam lần lượt có ông đầu là D, H, L, T. Dựa vào bảng chữ cái, bạn Lam viết tên của từng người lần lượt theo bảng chữ cái như sau: Trịnh Xuân Đình, Trịnh Quốc Huy, Trịnh Thanh Lam, Nguyễn Thanh Thủy. Các con dựa vào bài mẫu của cô để hoàn thành bài tập cho cô nhé. Các con ạ, gia đình luôn là nơi cho ta nhiều niềm vui nhất. Vì vậy, các con luôn yêu quý gia đình, yêu quý người thân trong gia đình của mình, các con nhé. Cô và các con cùng chuyển sang hoạt động 3. Phân biệt L, N, Uôn, Uông. Yêu cầu bài tập như sau. Chọn chữ hoặc vần thích hợp vào mỗi bông hoa. Câu 1. Chữ L hoặc chữ N. Câu 2. Vần uôn hoặc vần uông và thêm dấu thanh nếu cần. Các con lưu ý, đọc kỹ các câu thơ để điền chữ vần cho đúng chính tả. Bây giờ, các con bấm dừng video để hoàn thành bài tập cho cô nào. Các con đã hoàn thành xong bài chưa? Các con cùng sửa bài với cô nhé. Chữ L hoặc chữ N. Ngọt ngào lời ru của mẹ. Cánh cò cõng nắng lượn bay. Mênh mông đồng xanh sắc lúa. Ơi à, giấc ngủ thật say. Theo Phạm Hải Lê. Cô khen các con có bài làm tốt. Qua đoạn thơ này, giúp các con thêm yêu quê hương, đất nước, yêu lời ru của mẹ. Lời ru của mẹ nuôi ta khôn lớn từng ngày. Các con hãy cố gắng chăm ngoan, học giỏi để ba mẹ vui và tự hào về mình nhé. Vần uôn hoặc vần uông và thêm dấu thanh nếu cần. Muôn vì sao còn ngủ? Chuông đồng hồ chưa rung, nhưng bà luôn dậy sớm pha nước trà cho ông. Theo Nguyễn Lam Thắng. Cô khen những bạn có bài làm giống cô. Các em ạ, trong đoạn thơ này nói về tình cảm của bà dành cho ông. Bà luôn dậy sớm pha nước trà cho ông khi trời còn chưa sáng. Các con luôn kính trọng, yêu quý ông bà của mình nhé. Cố gắng chăm ngoan để ông bà được vui. Các con có làm được không nào?
Sau tiết học hôm nay, các con rèn viết lại bài bà tôi cho đúng và đẹp hơn. Các con ôn lại bảng chữ cái, viết tên của người thân trong gia đình theo bảng chữ cái nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chào tạm biệt tất cả các con.